Chúng ta đến với cái vấn đề là tầm quan trọng của đồng hồ thời gian khi tập luyện. Trong lúc mà các bạn tập luyện, cái việc mà bạn hoàn thành cái bữa, hoàn thành cái ngày tập của bạn, nó hao bao nhiêu thời gian, nó rất kỳ quan trọng. Bởi vì ví dụ một buổi tập của bạn trong vòng khoảng 5 bài mà bạn tập với thời gian cỡ 60 phút, nó sẽ trải ra dài ra như vậy, cái hiệu bài tập, cái hiệu quả nó sẽ xuống thấp vì cơ thể của bạn chưa được đẩy lên mức cao để tiêu thụ một cái nguồn năng lượng lớn giúp cho bạn tăng cơ hoặc giảm mỡ theo ý của bạn. Đó là vấn đề tại sao trong cái khóa học online của Ranlong Fitness, chúng tôi xây dựng một cái chương trình mà luôn luôn có một cái, đó là cái đồng hồ thời gian. Ở đây, đây là cái đồng hồ thời gian. Ví dụ như trong một cái ngày tập thử, bạn có thể nhấp vào cái link này, tập thử miễn phí ở đây, thì sẽ ra cái bảng này cho bạn nha. Bạn sẽ lựa chọn bài tập nhẹ, vừa, nặng hay gì đó, nó sẽ ra cái bảng này cho bạn. Đây, bạn ví dụ bạn bấm vô phần tập thử miễn phí, bạn lựa bài của Nam cấp dễ nhất đi. Đó, bạn sẽ thấy là có bốn bài tập và bạn sẽ có một khoảng thời gian là cỡ 20 phút, nghĩa là sau khi bạn đã khởi động, đã ăn trước tập thì bạn bấm vào cái đồng hồ. Tại vì sao tôi tích hợp phải cái này vô? Tại vì tôi biết là không phải là ai cũng có thể là vừa mở một cái điện thoại, vừa mở đồng hồ hay là cái gì đó. Tại đôi khi bạn sẽ quên, bạn sẽ thiếu sót. Đó là lý do vì sao khi xây dựng chương trình này, là một huấn luyện viên, tôi tích hợp cái đồng hồ cho bạn để bạn biết là cái thời gian nó quan trọng như thế nào. Để bạn biết là bạn còn 19 phút nữa là bạn sẽ phải hoàn thành xong cái buổi tập của bạn, để tạo cho bạn cái động lực là mà phải đu lên, không được ngồi nghỉ lâu quá. Coi đồng hồ, tất nhiên cái đồng hồ này nó có thể dừng bất kỳ lúc nào, nhưng khi bạn đã bấm rồi thì đừng cố gắng bấm dừng, cho nó chạy đi và cố gắng chạy đuổi theo nó, hoàn thành bài tập trong tổng cái thời gian chi tiết của cái bài tập. Tại vì khi mà bạn đăng ký khóa học online và sử dụng chương trình chính thức, sẽ có một cái chương trình chi tiết được viết ra như thế này, với những công nghệ này, để bạn biết được là bạn tập một bài là bạn cần thời gian là bao lâu, là có 5 phphút thôi. Rồi bạn kéo xuống đồng hồ, bạn thấy 19 phút, nghĩa là bạn còn có đúng 5 phút nữa. Rồi đồng hồ nó chỉ số tới 15 là bạn đã hoàn thành, phải hoàn thành cái bài tập đó. Bởi vì nãy giờ mà tốn hết 1 phút mà nói chuyện với các bạn thôi, nhưng mình còn có 4 phút. Các bạn hiểu không? Cái thời gian rất là quan trọng. Khi cái yếu tố thời gian được đẩy lên, cơ thể của bạn bắt buộc phải hoàn thành bài tập đó nhanh nhất, hiệu quả nhất, và bạn sẽ giảm đi cái khoảng thời gian đó bạn ngồi nghỉ, ngồi bấm điện thoại hay coi vấn đề linh tinh. Bạn bắt buộc phải dành thời gian đó tập trung tối đa để coi là bài này hiệp 1 tập xong rồi bao nhiêu cái, hiệp 2 bao nhiêu cái, hiệp 3 bao nhiêu cái, thời gian nghỉ bao nhiêu và thời gian của bài tập đó còn bao nhiêu lâu, và bung hết sức cố gắng xem video kỹ thuật chuẩn để mà có thể tập luyện nha. Rồi, những cái điều gì mà làm cho bạn rất là lo lắng khi trong vấn đề kỹ thuật của các bài tập giảm cân? Rồi bây giờ chúng sẽ đến với ba bài tập, đó là lướt bụng, nâng mông và chống tay kéo gối. Đầu tiên là đến với cái bài lướt bụng, các bạn lưu ý là khi mà các bạn tập cái bài lướt bụng này thì cái sai lầm phổ biến nhất mà các bạn hay gặp phải đó là các bạn bị cái cổ của các bạn gập xuống gì, giống như gì, lướt mà cái cổ gập xuống gì. Thay vì cái gì, hãy nhìn hướng lên trên một xíu, và khi tay lướt lên, khi tay lướt lên cái lòng bàn tay của bạn sẽ cố gắng chạm sâu vào, nhưng như thế vẫn là chưa đủ, mà cái phần bụng của bạn nó ở đây nó phải cuộn và nó co vô, co sát nhau vô như vậy, thì khi đó bạn mới thật sự là tập vào và ăn vào cái cơ bụng của bài tập lướt bụng. Nghĩa là khi bạn lướt lên thì hãy thở ra, xuống, hít vào nha. Hãy tập theo số lần và số hiệp theo chương trình và lịch tập của bạn ở bài tập này. Rồi, đến với bài số 2, một cái bài cũng rất dễ sai và ảnh hưởng đến quá trình giảm cân giảm mỡ của bạn, đó là bài nâng mông. Với cái bài tập này, các bạn hay gặp một vấn đề là các bạn khi đặt mông xuống, các bạn đặt để cho mông của các bạn nó chạm đất, thì nó sẽ rất dễ và không có độ khó, và bạn phải giữ lưng lưng ở cái mức mà nó không chạm đất. Và khi bạn nâng lên, bạn phải tạo thành một cái đường thẳng từ đầu gối, bụng và mặt của bạn nằm trên một đường thẳng xéo. Chứ nếu mà bạn chỉ mới nâng lên tới chạm cỡ này, bạn đi xuống bạn chạm đất, nâng lên chạm cỡ này, đi xuống chạm đất, nó rất nhẹ và nó rất dễ. Khi đó cái bài tập này nó rất ít sự tác động đến cái phần mông của bạn, cũng như nó ít hao calorie hơn rất là nhiều. Vậy nên bạn phải chỉnh cái phần bài tập này một cách rất rõ ràng và rất chính xác. Nâng hết lên, xuống, mông không chạm đất. Hãy lặp lại với số lần và số hiệp theo chương trình tập của bạn. Rồi, ở cái bài tập thứ 3 mà dễ sai nhất là cái bài chống tay kéo gối. Với cái bài tập này, cái sai lầm mà dễ gặp nhất của các bạn, điều đầu tiên là các bạn không giữ vai của các bạn thẳng vuông góc với sàn nhà, mà các bạn hay có xu hướng tập
là các bạn đưa cái vai lên phía sau hay là nâng cái phần mông của bạn lên cao quá thì kéo cái chân đầu gối của bạn chỉ kéo tới chỗ này à, nó rất là dễ và nó không ép, không co được cơ bụng của bạn. Bạn phải kéo đầu gối lên cái tay luôn đó, chạm sâu vào. Đôi khi bạn đừng tập nhanh ở bà này mà hãy giữ lại một xíu ở trên này, kéo lên giữ hơi gồng, co cơ bụng lại một xíu ở đây. Thì khi đó với những cách tập như vậy, hãy nhớ là cái vị trí bạn phải tập bụng mà phải ép, phải co vô cái phần cơ bụng của các bạn thật nhiều. Và khi bạn tập như vậy thì nó mới tác động nhiều hơn vào phần cơ bụng của các bạn. Ở cái bài mà chống tay cái gối như vừa rồi, phần ép lên, kéo đầu gối chạm phần ngực vào, chứ không phải là kéo lơ lơ hay là kéo đại, kéo cho qua, mà phải tập cho đúng và chính xác thì nó mới vô được cơ bụng của các bạn nha. Có một sự thật là rất nhiều bạn trong chúng ta và theo thói quen của người Việt Nam ăn rất mặn, rất nhiều muối. Và nếu bạn muốn giảm cân thì hãy tránh việc ăn quá nhiều muối và quá nhiều mắm. Bởi vì khi bạn ăn mặn, cơ thể rất tích nước. Bình thường em có ăn mặn hay không? Không. Rồi, tại sao em không ăn mặn? Tại vì ăn bắp. Đúng rồi, tại sao mà em biết được là ăn mặn không tốt? Sao em biết được? Ừ, em cứ ăn bắp là em ăn rồi đúng không? Ừ. Như vậy thì cái khi mà em ăn mặn quen rồi, em ăn đồ ăn ở ngoài mà em ăn quá nhiều mặn là em bị gì? Bị dội, đúng không? Bị đau bụng, bị dội. Cái vấn đề nó như thế, nghĩa là nếu cái thói quen đồ ăn của người Việt Nam, đặc biệt là người miền Trung thích ăn mặn, người miền Nam thì thích ăn ngọt. Nhưng vấn đề là khi mà bạn ăn quá mặn, quá nhiều muối, cơ thể của bạn nó sản sinh ra một vấn đề là muối thì nó ngậm nước, nó tích nước, nó làm cho cơ thể nó bị lỏng bỏng. Tay em có lỏng bỏng không? Gồng chuột lên coi. Chuột bên này, gồng chuột lên coi. Đó, như thế này gọi là ít, vẫn còn hơi lỏng bỏng một chút, gồng chặt chuột lên. Đó, gồng chặt chuột lên. Ừ, đó, chuột cứng chỗ này nè. Nếu mà nó không lỏng bỏng nghĩa là gồng mà nó cứng chắc gì nè. Đó, đòi hỏi là việc chuột bên này cứng hơn. Đó, tập hai tay chưa đều. Rồi, như vậy thì đòi hỏi cơ thể của bạn cần phải tập luyện đều, kết hợp với dinh dưỡng tốt, nhiều thịt cá. Và đặc biệt, nếu bạn muốn cơ bắp của bạn nó không có lỏng lẻo mà nó thiệt là săn chắc để bạn khỏe mạnh, hãy tránh việc ăn quá nhiều mắm, quá nhiều muối. Rất là khó để bỏ ngay thói quen đó, còn một khoảng thời gian để làm quen với việc là bớt dần cái lượng mắm, lượng muối khi ăn. Và cơ thể của bạn cần thời gian để làm việc đó và bớt đi dần dần theo thời gian ha. Như vậy khi bạn quen rồi thì bạn sẽ ăn rất là lạ, ăn rất là nhạt. Bạn sẽ dùng một ít hạt nêm. Như khi em nói nhiều hạt nêm là nhiều đúng không? Hạt nêm, muối, nước mắm. Một xíu thôi đúng không? Đó, nhưng mà tránh cái việc là ví dụ như bạn ăn một món mà mình chấm là nguyên chén mắm mà bạn ăn hết cả một chén mắm. Như vậy rất là mặn. Ăn mặn rất hại thận nha, rất hại thận của bạn. Và ngoài ra còn tích nước cho cơ thể của bạn, làm người bạn nó rất là lỏng bỏng, nó không có săn chắc. Và như vậy đôi khi nó dư mỡ thừa và nó còn dư nước nữa. Vậy để giảm cân giảm mỡ, hãy hạn chế ăn mặn, hạn chế ăn nhiều muối nha. Giảm cân của tụi bạn, tôi đảm bảo là bạn sẽ không thể nào mà giảm mỡ, giảm cân được. Bởi vì sao? Tại vì vấn đề mà khi mà bạn dùng thuốc giảm cân của tụi bạn, thuốc giảm cân có những gì? Đầu tiên đó là rất nhiều chất. Để làm gì? Để thay đổi cái quá trình hấp thu chất béo trên cơ thể của bạn. Nghe thì có vẻ rất là hấp dẫn, nghe quảng cáo là hạn chế hấp thu chất béo tối đa, ngăn ngừa quá trình chuyển hóa chất béo và hạn chế sau khi quá trình dùng thì bạn giảm được bao nhiêu ký đó và cơ thể của bạn nó sẽ không còn hấp thu chất béo nữa. Điều này nghe quảng cáo thì thật sự rất là ok, nghe rất là lọt tai, rất là ngọt ngào. Nhưng ở đây vấn đề là bạn không thể nào đi ngược lại quy luật tự nhiên của cơ thể của bạn, trừ khi bạn đang có bệnh lý béo phì cấp độ 3-4 và sắp chết tới nơi bởi vì căn bệnh béo phì, thì khi đó bác sĩ sẽ cho bạn dùng thuốc giảm cân điều trị như một bệnh lý. Còn ở trạng thái bình thường thì những thuốc đó sẽ giúp cho cơ thể bạn mất nước, giúp cho cơ thể bạn ngăn ngừa việc hấp thu chất béo, giúp cho cơ thể của các bạn giảm đi lượng nước, lượng béo, lượng cơ bắp, lượng sức khỏe của bạn. Cơ thể của bạn cần chất béo dành cho não hoạt động, dành cho tim. Và đó là yếu tố tự nhiên của cơ thể. Quá trình tích tụ chất béo là yếu tố tự nhiên của cơ thể, nên đừng mơ mộng là bạn phải dùng được rất nhiều thuốc giảm cân, sau đó bạn thoải mái, bạn đi ăn thật là nhiều đồ chiên xào, nhiều dầu mỡ. Bạn có thấy đây là một sự rất nghịch lý hay không? Khi bạn đưa những đồ độc hại vô cơ thể, sau đó bạn dùng một loại thuốc để bạn ngăn ngừa cái sự độc hại đó, tại sao bạn không chọn một cái cách đơn giản hơn và đừng để cơ thể nó đánh nhau trong đó?
mà hãy chọn những đồ ăn lành mạnh, ít chất béo, ít vừa đủ tinh bột, tránh chiên xào nhiều dầu mỡ quá nhiều và hạn chế, đó là cái mà bạn có thể tự hạn chế hấp thu chất béo mà bạn không cần dùng thuốc, để gây ra những quá trình mất điện giải, mất nước và mất cân bằng chất béo đột ngột trong cơ thể của bạn, dẫn đến những điều rất tệ hại cho cơ thể của bạn. Hãy cẩn thận nhé. Và nếu mà bạn còn chưa biết cách điều khiển và có giống như là xây dựng một lịch tập chương trình tập luyện, cứ inbox fanpage đăng ký khóa học của Ryan Long Fitness như ở đây để tôi có thể hướng dẫn và chia sẻ cho các bạn những kinh nghiệm tập luyện thay đổi vóc dáng cũng như kiểm soát dinh dưỡng một cách tốt nhất. Trong quá trình giảm mỡ, đâu là bài tập mà bạn cảm thấy là nên tập nhất? Tôi cho bạn 3 bài tập. Ví dụ ở đây, bài đầu tiên các bạn có thể để ý tới là những bài tập bụng và đặc biệt là tập bụng ở hai bên. Và khi các bạn muốn tập bụng hai bên thì cái bài mà plank ngang như thế này, giữ tay trên mặt đất, nâng cơ thể như vậy, giữ yên như vậy khoảng tầm 30 đến 45 giây, khi đó cái phần mở bụng hai bên của bạn phải gồng nhiều hơn rất là nhiều. Và đó là một bài tập mà bạn hãy nên tập đều, tập tốt, tập hai bên. Tiếp đến là những bài tập liên quan đến tạ, bởi vì khi mà các bạn tập tạ thì các bạn sẽ đốt được một lượng calorie rất là lớn. Đối với ví dụ ở đây các bạn có hai cục tạ, các bạn có thể tập luân phiên những bài tập, ví dụ như bài bước như thế này, xuống nhún xuống, luân phiên tập hai bên chân, mỗi bên chân cỡ 4 lần như vậy. Thì với những bài tập với tạ gì và tăng dần cái mức độ tạ lên, ví dụ như đến một lúc nào đó bạn có đủ sức bạn cầm mỗi bên cỡ 5 đến 10 kg, thì khi đó cơ thể của bạn sẽ rất là mất sức ở những cái bài tập tạ như thế này. Rồi tiếp theo nữa, một cái bài, những cái bài mà liên quan đến việc nếu mà bạn muốn giảm mỡ, nếu mà bạn muốn giảm cân, hãy đừng quên tập những bài cardio. Và trong những bài cardio, những bài liên quan đến việc là cơ thể của bạn đứng tại chỗ mà các bạn chạy, ví dụ như các bạn chạy nâng cao gối như vậy, với cái tốc độ càng cao bạn sẽ càng mệt, bạn thấy không? Giống như tôi vừa chạy vừa nói cho các bạn nghe thì nó rất là mệt, nó rất là mất hơi, nó rất là mất sức. Nghĩa là nếu mà các bạn chạy như vừa rồi, chạy nâng cao gối như thế này, các bạn chạy liên tục, chạy với tốc độ nhanh, chạy liên tục cỡ 30 giây, hoặc là chạy với bôi 30, 40, 50 lần mỗi bên chân, bạn sẽ đốt được một lượng calorie rất là lớn, từ đó giúp bạn dễ dàng thay đổi vóc dáng trong quá trình giảm mỡ, giảm cân cho cơ thể của bạn. Tất nhiên là mỗi bài tập bạn hãy tập đúng số lần và số hiệp theo chương trình và lịch tập của bạn. Còn nếu bạn chưa có chương trình lịch tập, cứ inbox fanpage đăng ký khóa học online của Ryan Long Fitness. Trong các giải pháp giảm mỡ, cái việc mà bạn ăn nhẹ với trái cây vào những cái bữa phụ ở cái giấc mà khoảng tầm 9 giờ sáng hay là 3 giờ chiều, thay cho việc là bạn ăn nhẹ với những món bánh, đó là một điều rất quan trọng. Bởi vì trong trái cây nó giật rất nhiều nước, rất nhiều chất xơ và đặc biệt là nhiều vitamin. Khi mà cơ thể của bạn cần nhiều vitamin thì việc bạn giảm mỡ nó làm cân bằng các trao đổi chất trong cơ thể của các bạn, và nó hạn chế hấp thu chất béo vào cơ thể của các bạn, cũng như là làm cho các bạn đẹp da hơn, tươi tắn hơn, hồng hào hơn đó. Các bạn muốn giảm mỡ thì chắc chắn đó là điều mà các bạn cần thiết. Ví dụ như nho đi, đó, một chùm nho như thế này khoảng 100g thì nó rơi vào khoảng lượng calorie của nó chỉ cỡ tầm 14 calorie. 14 calorie là rất là ít. Nhưng mà ví dụ như một miếng bánh mà nó to cỡ cái chùm nho như thế này thì lượng calorie của nó chắc chắn là phải gấp 10 lần. Và bạn sẽ dư đường, dư tinh bột, dư chất béo trong đó rất là nhiều. Hay như một quả mãng cầu như vậy, lượng calorie của nó sẽ cũng rất là ít, khoảng tầm 40-50 calorie là hết. Nhưng mà bạn ăn một quả này thì bạn sẽ rất là no. Hay là bạn ăn một quả chuối rơi vào khoảng tầm 75 calorie, bạn cũng sẽ rất là no. No đây là nó trong trái cây nó có rất nhiều nước và nhiều chất xơ, nó sẽ lấp đầy cái bao tử của bạn và tránh cho việc bạn gia tăng lượng mỡ trên cơ thể của bạn. Vì vậy, những cái bữa ăn nhẹ, cái việc bạn lựa chọn trái cây và luôn chuẩn bị cái trái cây cho chính cơ thể bạn là một điều cực kỳ cần thiết, cực kỳ quan trọng. Bởi vì khi đó cơ thể của bạn sẽ tránh được việc là bạn ăn những cái đồ ăn mà nó có quá nhiều đường, quá nhiều chất béo, dẫn đến việc bạn dư thừa lượng calorie không cần thiết mà bạn lại thiếu vitamin. Vitamin làm cho cuộc sống của bạn tươi đẹp hơn, nên hãy ăn nhẹ với trái cây.
khi mà chúng ta muốn giảm mỡ, cái vấn đề mà chúng ta phải đối mặt đó là ăn đúng cái lượng calorie, còn gọi là calo, để chúng ta giảm mỡ. Như vậy làm sao để ăn đúng cái lượng calo để mà bạn giảm mỡ? Điều đầu tiên các bạn cần lưu ý là khi mà các bạn ăn, ví dụ như các bạn ăn những món thức ăn đóng hộp có bao bì sẵn, hãy quan tâm đến cái calorie ghi ở mặt sau. Ví dụ như là món này bao nhiêu calorie, hộp sữa này là 110 calorie, cái bánh này là 300 calorie. Và các bạn cần phải có một công cụ tính BMI, tính cái lượng calorie cần thiết của các bạn, và các bạn có thể inbox fanpage để đặt mua cái công cụ này, để các bạn biết được inbox Ryan là fanpage của Ryan là Fitness, để biết được cơ thể của các bạn cần một ngày bao nhiêu calorie. Rồi mình sẽ demo những cái ví dụ nhất. Ví dụ như các bạn đang từ 55kg, các bạn muốn giảm xuống cỡ 47kg, tức là bình quân một ngày các bạn cần ăn khoảng 1200 calorie. Như vậy với 1200 calorie mà các bạn ăn 3 bữa một ngày và ăn đúng calorie, tức là mỗi bữa các bạn sẽ còn ăn cỡ 400 calorie. Rồi mình sẽ cho các bạn thêm một cái thông số, đó là một ổ bánh mì nhiều mỡ, nhiều thịt heo, thì các bạn sẽ có rơi vào khoảng tầm 350 đến hơn 450 calorie, tùy vào cái lượng thịt, lượng dầu ăn, chất béo ở trong đó. Một chén cơm thì các bạn sẽ có khoảng tầm 150 đến 200 calorie, tùy vào cái size, cái chén của các bạn ăn. Và đó là vấn đề, nếu bạn muốn giảm mỡ thì bạn phải ăn đúng cái lượng calorie của bạn cần. Nhưng đó chỉ là một cái vấn đề thôi. Và còn rất nhiều vấn đề khác mà các bạn còn quan tâm trong cái vấn đề mà các bạn cần giảm mỡ. Thì cái việc đầu tiên các bạn cần để ý, cái việc quan trọng mà bạn cần để ý là hãy ăn đúng cái lượng calorie, để tránh việc ăn dư quá nhiều calorie dẫn đến thừa cân, dư năng lượng và gia tăng mỡ trong cơ thể của các bạn. Bạn được tập thử khóa học online miễn phí của Ryan Long Fitness ở đâu? Rồi, ngay bây giờ các bạn đang thấy trên cái điện thoại của mình để phía bên trái trong cái video này, mình chừa khung hình trái này cho các bạn xem. Nghĩa là khi mà các bạn có, sẽ có rất nhiều bạn hỏi là ừ anh ơi, em muốn tập thử chương trình của Ryan Long Fitness, tập thử chương trình bài tập và xây dựng lịch tập khoa học ở đâu? Thì các bạn chỉ cần vào web là ryanlongfitness.com. Ngay trong cái giao diện điện thoại, trên điện thoại của bạn, bạn sẽ thấy cái phần rất là to hình cái cục tạ trên cái nền màu xanh dương đậm, cái phần tập thử miễn phí, và có thêm một phần chat. Ví dụ như ở đây bạn bấm vô tập thử miễn phí, đó, nó sẽ vô cái phần là nữ tập nhẹ 4 bài 24 calo, hay tập vừa, tập khó, tập nặng, hay nam tập. Cái đó sẽ bạn tùy thuộc vào sức của bạn. Tại vì khi mà các bạn chưa đăng ký khóa học, khi mà các bạn chưa kiểm thử sức khỏe của các bạn, thì tôi sẽ rất khó để có thể thiết kế một cái lịch tập chính xác và phù hợp cho bạn, nên mới có chương trình tập thử với những cái bài tập rất là nhẹ, rất là an toàn, rất là vừa, để các bạn có thể trải nghiệm chương trình tập của Ryan Long Fitness. Ví dụ bạn bấm vào trong này, đó, bạn sẽ thấy cái phần đầu tiên là bài tập A này, mấy bài cardio, mấy bài bụng, tập bao nhiêu calo và trong bao nhiêu phút. Sau đó bạn bấm ở đây, bạn đầu tiên nó sẽ có một cái trang video để các bạn coi. Đây là danh sách các bài tập của buổi tập hôm đó. Nó có những bài ví dụ như chạy gót chạm mông, gập bụng khuỷu tay, nhảy dây tính cái hay gì đó. Đó, sau khi bạn bấm vào đây, ở đây bạn coi, bạn đợi, nếu mạng điện thoại của bạn nó kết nối mạng tốt thì nó sẽ load rất là nhanh. Sau đó bạn bấm tiếp theo vô bạn phần, vô cái phần mà tập thử chi tiết và cấu trúc chương trình đều ghi rất rõ là hiệp 1, hiệp 2, hiệp 3, hiệp 4, tập mức tạ. Ví dụ bài tập thể lực thì mức tạ chắc chắn là không rồi, đúng không? Rồi và số lần là bao nhiêu cái, thời gian nghỉ bao nhiêu. Nè đó. Đó là khi bạn bấm vô đây, rồi sau khi tập bạn còn có thể đánh dấu sao uni ở đây và sau đó là bấm coi lại cái hướng dẫn kỹ thuật ở đây, để bạn có thể vừa coi cái bài tập này, bạn vừa xem chú ý với cái số lần tập luyện, và bạn còn vừa có cái phần mà đồng hồ tính thời gian ở đây để bắt đầu buổi tập. Sau khi mà bạn tập thử thì một buổi tập nó sẽ có rất là nhiều. Ở đây bạn có thể để ý là tổng điểm của bạn là bài tập là 1/4, tức là bạn đã tập được 1 bài trên 4 bài. Sau đó bạn có thể bấm tiếp theo, tập bài 2, bài 3, bài 4. Và sau khi bạn tập xong, bạn có thể chat trực tiếp ở trong này để bạn hỏi, đăng nhập Facebook hay đó của bạn để hỏi trực tiếp huấn luyện viên, hỏi trực tiếp cái khóa học này với cái chi phí như thế nào để tiện lợi và thuận lợi cho bạn đăng ký để bạn bắt đầu một cái khóa học. Rồi nha, cái này là hướng dẫn rất chi tiết về vấn đề là bạn có thể tập thử miễn phí khóa học online của Ryan Long Fitness ở đâu? Ở website ryanlongfitness.com, rất đơn giản nha.